Giờ này chúng ta cùng nhau bước vào bài học ở trong buổi tối hôm nay. Bài học của chúng ta có đề tài là cơ hội và sự phán xét. Anh chị em cùng mở ra Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24. Đây sẽ là phần kinh thánh nền tảng của chúng ta. Matthew chương 11 từ câu 20 cho đến câu 24. Tôi xin công bố lời Đức Chúa Trời. Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: khốn cho ngươi thành Corazin, khốn cho ngươi thành Bethsaida, vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo xô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Tyre và Sidon sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Capernaum, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Vậy nên, ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. Amen. Và chúng ta cũng có thể tham khảo thêm ở trong Luca chương 10, từ câu 13 đến câu 15. Nói tóm lại thì cũng tương tự như Matthew chương 11 từ câu 20 cho đến câu 24. Tuy nhiên, ở trong Luca thì có một câu mà chúng ta cần lưu ý. Câu đó không có được ghi lại ở trong phần kinh thánh Matthew chúng ta vừa đọc. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe câu đó thôi. Luca chương 10 từ câu 13 đến câu cho đến câu 15, và cái câu mà tôi muốn đọc là cái câu kế tiếp là câu 16, nó cũng nằm ở trong đây. Thưa anh chị em, tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe câu này. Ai nghe các con, tức là nghe ta. Ai chối bỏ các con, tức là chối bỏ ta. Ai chối bỏ ta, tức là chối bỏ đấng đã sai ta. Anh chị em lưu ý câu đó. Giọng của tôi hôm nay hình như hơi khàn phải không? Ở đầu giờ thì các anh chị em trong lớp học trực tiếp nói là giọng của mục sư hôm nay không được trong trẻo lắm. Và có lẽ hôm nay mục sư đen hơn mọi bữa. Không sao hết, thưa anh chị em. Có hơi khàn, có hơi đen cũng không sao cả. Quan trọng là tấm lòng của tôi vẫn yêu mến Chúa, vẫn khao khát Chúa, vẫn nóng cháy và vẫn luôn luôn hừng hực khí thế để có thể rao truyền lời Chúa cho anh chị em. Hãy cầu nguyện cho tôi. Và dẫu cho cái hơi khàn thì tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi để tôi có thể chuyển tải được ý muốn của Ngài cho anh chị em theo cách mà anh chị em không thể lầm lẫn được. Amen. Hãy cầu nguyện cho tôi trong khi tôi đang giúp anh chị em học lời Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ bắt đầu với phần thảo luận. Bây giờ thì các anh chị em trong lớp học trực tiếp hãy chuẩn bị nhé. Người nào khi nghe đọc câu hỏi xong mà đã có câu trả lời, đã chuẩn bị tinh thần rồi thì chúng ta nhanh chóng xung phong để phát biểu. Và tôi nhắc lại một lần nữa là khi một người phát biểu thì tất cả những người khác đều giữ micro ở trong tình trạng tắt để không bị nhiễu âm. Và khi người đó phát biểu xong, có ai đó muốn phát biểu kế tiếp thì chúng ta mới mở micro ra, chúng ta làm theo cái trình tự, trong một cái trật tự đúng như thế để cho mọi việc được tốt lành. Amen chị em. Và các anh chị em đang theo dõi qua livestream, những người không có mặt ở trong lớp học trực tiếp thì vẫn có thể tham gia thảo luận với chúng tôi bằng cách gửi những comment, gửi những lời bình của anh chị em vào phần livestream của chúng ta và chương trình của chúng ta. Và trong thì giờ có thể thì chúng tôi sẽ đọc những cái lời bình của anh chị em
để có thể học hỏi được từ nơi anh chị em, hoặc là có thể góp ý cho anh chị em khi cần thiết. Amen. Hallelujah. Câu hỏi thứ nhất mà tôi đặt ra cho anh chị em đó là: tại sao Chúa Giêsu quở trách các thành Corazin, Bethsaida và Capernaum một cách nặng nề như vậy? Và tôi nhắc lại câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giêsu quở trách các thành Corazin, Bethsaida và Capernaum một cách nặng nề như vậy? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Rồi ai sẽ xung phong? Rồi mời lớp học trực tiếp. Ai đã chuẩn bị sẵn sàng? Em chào mục sư ạ. Rồi Thu Hiền phải không? Rồi xin mời Thu Hiền phát biểu. Dạ vâng. Xem thì Chúa Giêsu của trách các cái thành Corazin, Bethsaida và Capernaum là bởi vì Chúa đã làm rất là nhiều phép lạ ở trong những thành này. Chúa đã giảm tin lành rất là nhiều. Nhưng mà và thành Chúa biết là thành này biết rất là rõ những việc Chúa Giêsu làm. Họ nhưng mà họ không chịu ăn năn, họ không chịu nhận biết những cái tội lỗi của mình, để rồi tin Chúa Giêsu, nhưng họ ngược lại thì họ lại những nơi mà họ chống đối Chúa Giêsu rất là nhiều. Và điều này thì cũng là một bài học cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Chính chúng ta là người nghe lời Chúa nhiều nhất, và chúng ta là người biết Chúa và cũng được kinh nghiệm về quyền năng của Chúa nhiều nhất, thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu không thì chính chúng ta là người mà không ăn năn thì chúng ta là người sẽ bị đoán phạt nặng hơn hết những con người khác. Cảm ơn Chúa nhé ạ. Cảm ơn Thu Hiền. Bây giờ ai sẽ là người tiếp theo? Rồi xin mời cô Ngoãn đúng không? Dạ. Rồi xin mời cô Ngoãn phát biểu. Theo nhưng ở đây thì cũng như cơ hội của Chúa, những người mình được nghe về lời Chúa thì mình phải ăn năn rồi mình sửa đổi để cái cơ hội đó là mình mới được đẹp lòng Chúa. Nếu mà mình những người được nghe lời Chúa mà họ không tin thì cái người đó sau cuối cùng phán xét nó không có được và Chúa tha thứ. Những người ta không được nghe được tin lành về Chúa thì người ta sau này người ta còn có cơ hội để Chúa tha thứ. Rồi còn như mình nghe được lời Chúa mà mình chống đối, mình cãi đó, là sau này là mình không bao giờ được Chúa tha thứ nữa. Cái người ta không biết thì cái người đó là người ta chịu cái lỗi lầm đó, tất cả những người không biết Chúa lại không làm theo ý Chúa là cái người đó cái phán xét nó nặng hơn. Rồi hết chưa cô Ngoãn? Rồi xin hỏi sư ơi. Rồi cảm ơn cô Ngoãn. Rồi tôi mời một người nữa, một người nam đi, hai người nữ rồi. Có người nam nào xung phong không? Mấy người nam không xung phong thì nữ xung phong cũng được, nhưng mà sẽ tiếc cho những người nam lắm. Những người nữ chúng ta rất là sốt sắng. Rồi xin mời người tiếp theo xung phong. Nam nữ gì cũng được hết. Ai đã có chuẩn bị thì xung phong. Còn ai phát biểu không? Ủa sao có hai người cái là tắt luôn rồi. Rồi vậy là cho anh này phát biểu thêm một sư. Rồi phát biểu thêm không? Thầy thầy Hải đúng không? Dạ. Rồi xin mời thầy Hải. Thì trong cái câu 20 này nói là vì dân các thành đã mà Đức Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ rồi,
Nói về đây là các thành đó là Chúa Giêsu đã chọn các thành đó để Chúa Giêsu bày tỏ về cái tin lành cho những cái quyền năng khác lạ tại những thành đó để cho dân ở đó hiểu biết về cái quyền lạ và tình yêu thương của Ngài đối với cái những thành dân ở trong đó. Nhưng mà dân ở trong những cái thành đó biết những cái quyền năng khác lạ Chúa đã đưa ra tại những thành đó, nhưng mà những người dân ở thành đó không nghe, cũng như là như phái ông vậy đó, nhưng cãi lại lệnh Chúa, không nghe, không nghe lời của Chúa, không có để trong cái lòng mình, để ngoài tai, không nghe lời của Chúa. Nên những người đó là chịu cái sau này sẽ chịu những cái hậu quả rất nặng nề, vì người đó đã chứng kiến những quyền năng phép lạ của Chúa rồi nhưng mà không có là dân phục theo ý Chúa. Nhưng đối với chúng ta giờ, nếu chúng ta là con cái của Ngài thì chúng ta phải dân phục Ngài, phải làm theo ý của Ngài mới đẹp lòng của Ngài, mới xứng đáng là con cái của Ngài. Khi chúng ta nghe được Ngài rồi mà chúng ta không thực hiện là chúng ta có những cái nghĩ là Ngài không đẹp lòng Chúa, Ngài chúng ta phải dân phục Chúa, ta hết lòng. Dạ, hết một sự. Rồi, cảm ơn thầy Hải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu hỏi số 2 nhé. Theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giêsu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta như là bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau không? Tôi đọc lại nhé. Câu hỏi số 2. Theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giêsu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta như bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau không? Rồi. Xin mời anh chị em thảo luận. Xin trả lời luôn em một sớm. Cô ngoại nữa hả? Bây giờ tôi muốn nghe một người khác, và trong trường hợp mà những người khác đánh mất cơ hội thì cô ngoại có thể phát biểu lần thứ hai. Rồi có ai khác những người từ nãy giờ xung phong phát biểu không? Đâu hết rồi, chị Hạnh rồi Thủy Hậu, chú Năm này nọ đâu hết rồi. Nhanh lên anh chị em ơi, đừng để mất thời gian. Dạ, tôi ạ. Rồi xin mời chị Hạnh. Dạ, thì mục đích mà những cái phép lạ của Ngài làm đó là để bày tỏ chính Ngài là đấng có cái quyền. Ngài là chỉ có một mình Ngài là đấng có quyền giải cứu mọi người ra khỏi cái ách thống trị, cái sự cầm buộc của tội lỗi của Satan. Để qua Ngài, trong Ngài thì họ được cái sự tự do mọi bề, không những được giải cứu về thể xác, về đời sống, mà còn cả cái phần tâm linh và linh hồn sau này được khỏi cái thoát khỏi cái sự hình phạt đời đời ở trong lửa đời đời, nhưng mà họ được ở đời đời với Ngài để mà hưởng phước hạnh. Rồi, cảm ơn chị Hạnh. Rồi, có ai có những cái ý khác ngoài cái điều chị Hạnh vừa mới nêu ra không? Rồi, xin mời người tiếp theo. Chúng ta tranh thủ thời gian. Anh chị em ơi, chúng ta tranh thủ nhé. Người tiếp theo là ai đây? Rồi nếu mà những người kia họ không nắm bắt cơ hội để tham gia thảo luận thì cô Ngoãn có thể tham gia lần thứ hai. Xin mời cô Ngoãn. Alo. Cái câu hỏi đó giờ cô sư đọc lại đi, nãy đọc lại rồi giờ quên rồi. đọc lại vừa quên rồi hả? Quên nói thì phải trả lời quên đấy, rồi quên rồi là biết ngay là dân miền Tây rồi đúng không?
Câu hỏi là tôi đã gửi trước rồi mà vẫn cứ quên rồi hả? Rồi tôi đọc lại nha. Theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giêsu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta như bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau không? Rồi cô Ngoan trả lời đi. Phép lạ của Chúa không phải là trước mắt mà làm cho người ta thấy những trước mắt đó như là phép lạ hay là quỷ ám, mà nhưng mà Chúa làm phép lạ để xảy ra, để cho tất cả con dân của Chúa để được đời đời, chứ không phải trước mắt mình biết phép lạ của Chúa xảy ra rồi mình phải ăn năn mình tiếp nhận Chúa để Chúa cứu mình cái đời sống đời đời, chứ không phải mà trước mắt mà quỷ ám đó mà không, nhưng là Chúa cứu mình tới đời đời chứ không phải là trước mắt. Rồi xin hết sư ơi. Rồi cảm ơn cô Ngoãn. Tức là không phải vì mấy cái nhu cầu trước mắt đúng không? Nhưng mà ý cô là mục đích của Chúa là để cứu rỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta ra khỏi cái sự hư mất đời đời, đúng không? Dạ. Rồi. Dạ, nhiều người đó không phải trước mắt một người đó không, là mà Chúa cứu đời đời, mà mình phải nói là cho nhiều người biết nữa chứ không phải trước mắt chỉ một người đó. Rồi. Nhưng Chúa muốn cứu cả linh hồn, tất cả con dân của Chúa. Rồi, cảm ơn cô Ngoãn. Tôi muốn nghe một người nữa. Có người nam nào khác ngoài thầy Hải không? Anh Chuyên, anh Luận, chú Năm, rồi Hậu, rồi còn ai nữa? Tôi bữa nay không nghe giọng mấy anh em đó, sao im rê vậy ta? Rồi ai sẽ là người phát biểu cuối cùng đây? Tôi dành một cái cơ hội cuối cùng cho người cuối cùng. Đề tài chúng ta hôm nay là cơ hội và sự phán xét. Nắm lấy cơ hội nha. Ai vậy? Sao đây thụ động dữ vậy? Thêm một buổi thụ động nữa là bị mời ra khỏi lớp đó. Đó là nội quy nha. Rồi những cái người chưa phát biểu hồi nãy giờ đâu rồi? Tôi mời những người nào chưa phát biểu thì phát biểu. Không phải nam mà là nữ cũng được, nam nữ gì cũng được hết. Tôi muốn nghe nam, nhưng mà nam không nắm lấy cơ hội thì nữ cứ nắm lấy cơ hội. Rồi, ai là người cuối cùng phát biểu đây? Nhanh chóng lên, đỡ mất thời gian của tôi nha. Tôi có cảm giác như hình như là có nhiều người không nghe hay là sao ta? Hay là có ai đó đang nói mà tôi không nghe, là bị trục trặc kỹ thuật như một số lần? Có phải không? Có phải là có ai đang nói? Cuối cùng không có ai thì tôi xin được phát biểu. Rồi, thầy Hải muốn phát biểu nữa. Thôi được rồi, để đỡ mất thời gian, xin mời thầy Hải phát biểu luôn. Dạ, theo cái câu kinh thánh này, theo tôi biết thì đây là không phải là một ngẫu nhiên mà Chúa đã đưa ra những cái quyền năng phép lạ để chữa lành mọi bệnh tật. Nhưng mà đây là một cái chương trình của Chúa đã sắp đặt cho con dân Chúa. Thì là Chúa là trong kinh thánh có lời của Chúa có chép, lời của Chúa là và đến đời đời mãi mãi chứ không bao giờ thay đổi, dù một chấm một nét cũng qua đi nhưng lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Đây là những quyền năng phép lạ của Chúa cả đời này đến đời kia, vẫn tới ngày hôm nay vẫn còn có quyền năng phép lạ của Chúa xảy ra chứ không phải là một ngày một bữa. Đây là những quyền năng phép lạ của Chúa. Nhưng mà những cái quyền năng phép lạ này để làm cái gì? Tôi đang hỏi là để làm gì, để làm gì? Chứng tỏ cho tất cả con dân biết đây là cái ý định của Chúa, cái quyền năng của Chúa là quá là giá trị trên tất cả là con cái của Ngài. Ngài quá cái quyền năng thật là để là cai trị tất cả những điều ác và chữa lành cho những người bệnh tật, những người con dân của Ngài. Cảm ơn thầy Hải, không có đi vào vấn đề lắm ha. Thầy Hải về nhà
suy gẫm lại cái câu này nhé. Bây giờ thì tôi sẽ đúc kết bài học buổi tối hôm nay. Một lần nữa tôi nhắc cho anh chị em nhớ là đề tài của chúng ta đó là cơ hội và sự phán xét. Một cái đề tài mà chúng ta phải suy nghĩ nhiều đấy, thưa anh chị em. Chúng ta đọc ở trong cái phần Kinh Thánh Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24, cũng như là Luca chương 10 từ câu 13 đến câu 16. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đang quở trách dân của các thành về cái sự vô tín của họ. Ở đây Chúa nhắc đến tên những thành nào? Khốn cho ngươi thành Corazin, khốn cho ngươi thành Bethsaida, vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo xô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta thấy Chúa nhắc đến thành Corazin, rồi thành Bethsaida. Rồi ở dưới này thì Chúa lại nhắc thêm một thành nữa. Còn ngươi thành Capernaum, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ, vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Chúa nhắc đến ba cái thành phố của Israel. Và chúng ta thấy cái thành Capernaum là một cái thành được nhắc đến rất là nhiều. Rất là nhiều cái câu chuyện Chúa Giê-xu làm phép lạ được ghi lại. Thì những cái phép lạ đó được thực hiện ở tại thành Capernaum. Và bây giờ thì chúng ta thấy Chúa nói một cách rất là nặng nề. Đây là giống như là một cái lời cảnh cáo nặng nề, và cũng giống như là một cái lời rủa sả vậy đó, thưa anh chị. Khốn cho các ngươi, hay là khốn nạn cho các ngươi. Cái từ ngữ rất là nặng nề, thưa anh chị em. Và cái lý do mà Chúa nói những cái lời nặng nề đó, những cái lời như là rủa sả đó, đó là bởi vì họ đã vô tín. Họ cứ trơ trơ ra như đá, trong khi Chúa đã rao giảng một cách rất là mạnh mẽ, rất là nhiệt tình. Ngài đã công bố lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã công bố những lẽ thật của vương quốc thiên đàng. Và Ngài đã làm rất nhiều phép lạ ở tại những nơi này. Nhưng mà người ta không chịu ăn năn. Thưa anh chị em, một lần nữa, chúng ta cần phải nhắc nhở nhau về sự ăn năn. Đã nhiều lần tôi nhắc nhở anh chị em qua các bài học về sự ăn năn. Và tôi nói với anh chị em rằng sự ăn năn là điều cực kỳ quan trọng. Sự ăn năn đó chính là cái cánh cửa để chúng ta có thể bước vào trong sự cứu rỗi. Có rất là nhiều người thật sự họ chưa bao giờ ăn năn trong cuộc đời họ cả. Thưa anh chị em, rất là nhiều người ngày hôm nay nói rằng mình là cơ đốc nhân, nhưng mà họ chưa bao giờ thực sự ăn năn cả. Tất cả những gì mà người ta làm rất có thể là đi đến một cái buổi nhóm, đi đến một cái nơi nào đó gọi là nơi thờ phượng Chúa, và tại nơi đó họ làm một số lễ nghi nào đó, họ thực hiện một số lễ nghi nào đó, họ lặp lại theo lời của ai đó. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó không xuất phát từ một cái động cơ đúng đắn. Tất cả những điều đó nó không phải là cái sự thể hiện của một con người nhìn biết Chúa, hay là một cái con người mà lắng nghe những lẽ thật của Chúa được công bố và nhận ra thực trạng tội lỗi của cuộc đời mình và hạ mình xuống để ăn năn, cầu xin sự tha thứ, để cầu xin sự cứu rỗi của Chúa. Thưa anh chị em, và những con người nào không thật sự hạ lòng, hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, những con người nào không thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì họ không bao giờ được cứu rỗi. Họ vẫn chỉ là những con người tội lỗi, và
Nếu như họ có mở miệng và nói Chúa gì đó, thì đó chỉ là Chúa của tôn giáo mà thôi. Hay là cái nhận thức của họ là cái nhận thức có tính cách tôn giáo mà thôi. Nó không bao giờ có thể đem lại một cái sự giải thoát cho cuộc đời của họ. Họ vẫn cứ tiếp tục bị trói buộc ở trong sợi dây trói của ma quỷ. Họ vẫn cứ tiếp tục bị xiềng xích ở trong xiềng xích của ma quỷ. Họ vẫn cứ tiếp tục bị nhốt ở trong những cái nhà tù của ma quỷ mà thôi, thưa anh chị. Cho nên cái lý do mà Chúa Giêsu đã quở trách một cách nặng nề, đó là vì những người dân ở thành này đã không chịu ăn năn, thưa anh chị em. Và điều mà tôi tin là không phải 100% những người dân sống tại những thành này không ăn năn. Tôi tin rằng có những con người đã thật sự ăn năn, nhưng mà ở đây là Chúa đang nói đa số những con người đang sống ở những thành phố đó đã không chịu ăn năn. Họ không ăn năn khi họ nghe lời của Chúa rao giảng, họ không ăn năn khi mà những công việc quyền năng của Chúa cập theo. Họ không ăn năn, thưa anh chị em. Và Chúa rất là bất bình về điều đó. Có nhiều anh chị em ở trong thực tế đã đến và bày tỏ sự bức xúc với chúng tôi. Những anh chị em đó họ rất là sốt sắng đi ra và rao giảng tin lành. Họ sốt sắng đi ra làm chứng cho người này, người kia. Họ cố gắng hết sức để bày tỏ những cái điều gì thuộc về Chúa cho những đối tượng mà họ muốn đối tượng đó ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu. Nhưng mà có rất là nhiều người họ cứ trơ trơ ra, và thậm chí họ có những cái sự sỉ nhục, phỉ báng. Và rồi các anh chị em của chúng tôi quay trở về cảm thấy rất là buồn bã. Nhiều người cảm thấy rất là bức xúc, tại sao những người đó họ không ăn năn. Và có nhiều người thậm chí nản lòng khi họ đối diện với những cái con người cứng cỏi như vậy. Họ nản lòng khi họ suy nghĩ là thôi giờ mình không có đi ra làm chứng nữa, mình không có rao giảng tin lành nữa, mình không nói nữa, tại sao con người ta lì lợm, người ta cứng cỏi quá. Thưa anh chị em, tôi khích lệ những người đó, tôi nói rằng anh chị em đừng có nản lòng. Người ta càng cứng cỏi, người ta càng bướng bỉnh, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục để công bố, chúng ta vẫn phải tiếp tục để rao giảng, chúng ta vẫn tiếp tục để làm chứng. Bởi vì sứ đồ Phaolô nói là dù cho thuận cảnh hay nghịch cảnh thì ông vẫn tiếp tục rao giảng tin lành. Với anh chị em, có những cái nghịch cảnh nó được làm nên bởi những con người chống đối, có những nghịch cảnh nó được làm nên bởi những con người cứng cỏi, những con người bướng bỉnh, không chịu lắng nghe, không chịu ăn năn, không chịu tiếp nhận. Thưa anh chị em, và ngay trong những nghịch cảnh đó thì lời Chúa khích lệ chúng ta là vẫn cứ tiếp tục để rao giảng, vẫn cứ tiếp tục công bố phúc âm cho tới khi nào mà tấm lòng của con người ta tan chảy ra, thưa anh chị em. Và đương nhiên Chúa của chúng ta, ngoài việc Ngài là đấng nhân từ ra, thì Ngài còn là Đức Chúa Trời công chính, không kể kẻ có tội là vô tội, thưa anh chị em. Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà có những lúc Ngài nổi giận. Đức Chúa Trời nhân từ, nhưng mà có những lúc Ngài sẽ nghiêm khắc để sửa trị, có những lúc Ngài sẽ có những cái lời nói nặng nề, thậm chí là những cái sự rủa xả cho những cái kẻ nào mà cứ cố tình cứng đầu, cứng cổ, chống bán, nghịch lại đường lối của Ngài. Thưa anh chị em, sẽ đến những cái lúc mà có những con người phải đối diện với thái độ đó của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi ước mong là sẽ có nhiều người không đợi đến mức độ đó. Sẽ có nhiều người sẽ sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời muốn đem vào trong đời sống của mình. Lời Đức Chúa Trời vốn đã rất là kỳ diệu rồi. Lời Đức Chúa Trời vốn đã rất là ích lợi rồi. Và Đức Chúa Trời còn làm những phép lạ, những dấu kỳ, những công việc quyền năng cập theo lời ấy, với một lòng mong muốn, với một lòng khao khát rằng những con người lắng nghe lời của Ngài và chứng kiến những công việc quyền năng của Ngài sẽ hạ mình, hạ lòng, mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Bởi vì Ngài không muốn một người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn và được cứu. Amen chị em. Tôi suy nghĩ
về đời thực của chúng ta. Tôi suy nghĩ về cuộc sống thực tế và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ban cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới này. Ngài không thiên vị bất cứ một ai cả, thưa anh chị em. Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để có thể nhận biết Ngài. Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để có thể nhìn nhận về thực trạng tội lỗi của mình. Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để có thể thấy được những cái điều xấu xa, tội lỗi mà mình cần phải từ bỏ. Ngài cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau để thấy được tình yêu của Ngài, thấy được quyền năng của Ngài, thấy được sự khôn ngoan của Ngài, thấy được sự vĩ đại của Ngài, để họ quay ra khỏi con đường tà, họ từ bỏ con đường tà mà họ bước vào trong con đường công chính của Chúa. Nhưng mà đã có quá nhiều người cho tới giờ phút này vẫn cứ cứng cỏi, vẫn cứ kiêu ngạo, vẫn cứ bướng bỉnh và khước từ Đức Chúa Trời, đẩy Ngài ra khỏi đời sống của mình. Và thậm chí có nhiều kẻ còn khua môi múa mép, nhạo báng, phỉ báng Đức Chúa Trời và phỉ báng hội thánh của Chúa, phỉ báng những công việc của Đức Chúa Trời, phỉ báng con dân của Chúa nữa. Và nếu những con người đó không kịp dừng lại thì có lẽ họ sẽ phải hối hận mãi mãi. Thưa anh chị em, chủ đề của chúng ta, đề tài của chúng ta trong buổi tối hôm nay là cơ hội và sự phán xét. Thưa anh chị em, có một tôi tớ của Chúa đã từng nói một câu như thế này, tôi đã được nghe từ hồi thiếu niên và tôi vẫn chưa bao giờ quên câu nói đó. Tôi tớ Chúa đó nói như thế này nè: mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Tôi nhắc lại câu này. Người đó nói như thế này: mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Anh chị em có hiểu ý không? Có nghĩa là có những cơ hội mà Đức Chúa Trời đem đến cuộc đời của chúng ta, thậm chí rất nhiều cơ hội. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối những cơ hội đó, nếu chúng ta bỏ những cơ hội đó, nếu chúng ta để cho vuột những cơ hội đó ra khỏi tầm tay của chúng ta, thì anh chị em ơi, chúng ta sẽ phải hối tiếc mãi mãi. Một ngày kia có nhiều người sẽ nhận ra rằng mình đang ở dưới địa ngục và tất cả đã quá trễ, không còn một lối thoát nào cả, thưa anh chị. Hãy suy nghĩ về những cơ hội mà Đức Chúa Trời đã đem đến ở trong cuộc đời này. Thỉnh thoảng tôi nói với một số người như thế này, bởi vì họ nói rằng Đức Chúa Trời bất công. Họ nói với cái ý như là Đức Chúa Trời cho người này cơ hội nhưng mà Ngài lại không cho người kia cơ hội và Ngài lại đòi phán xét người ta. Tôi nói với họ: không, Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau. Tôi có thể nói những điều rất thực tế trong cuộc sống, những ví dụ rất thực tế cho anh chị em thấy. Cơ hội đến với một người qua một cái chứng đạo đơn. Cơ hội có thể đến với một người qua một tôi tớ của Chúa. Cơ hội có thể đến với một người qua một người bạn là cơ đốc nhân. Người bạn đó có thể là người bạn ở nơi trường học. Người bạn đó có thể là người bạn ở nơi công sở, hoặc là ở nơi xóm giềng, hay là ở một nơi nào đó trong xã hội. Và những con người đó đã nhiều lần cố nói với một ai đó, nói về Chúa Giê-xu, nói về phúc âm cứu rỗi, nói về thiên đàng, nói về địa ngục, nói về những điều cần thiết để giúp cho người đó nhận ra tội lỗi của mình, nhận ra rằng mình cần có cứu Chúa Giê-xu trong cuộc đời. Nhưng mà có nhiều người đã từ chối hết lần này tới lần khác. Anh chị em có biết rằng ở trong thời gian trước đây, tôi đã từng chứng kiến những người bạn của tôi, họ phun nước bọt khi họ nghe nói về Chúa Giê-xu. Thưa anh chị em, đương nhiên có những cái lý do khác nhau. Rất có thể là nếu trong một cái giai đoạn nào đó, đời sống của chúng ta là một đời sống nó không đúng đắn và làm cho người ta khinh bỉ, thì cái việc họ phun nước bọt cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đã có rất là nhiều cơ đốc nhân, họ đã rao giảng về Chúa, họ đã làm chứng về Chúa và họ đã sống tốt và họ đầy nhiệt huyết để có thể giúp đỡ cho những người trong mối quan hệ của mình.
nhận biết ra tội lỗi và nhận biết rằng mình cần có cứu Chúa Giêsu để có thể thanh tẩy những tội lỗi đó, để có thể giải phóng đối tượng ra khỏi tội lỗi đó, để con người đó có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Nhưng mà rất là nhiều người đã từ chối, đã khước từ hết lần này tới lần khác, thậm chí tỏ ra khinh bỉ và tìm mọi cách để bày tỏ cái sự kỳ thị, và thậm chí có những người chuyển sang cái tư thế là bắt bớ, là chống đối, thậm chí là tàn hại nữa, thưa anh chị. Những con người đó đánh mất cơ hội, đã đánh mất cơ hội. Có những lúc Chúa dùng ai đó đem đến cho chúng ta một cái chứng đạo đơn hoặc là một quyển kinh thánh, và đã có rất là nhiều người họ đóng sầm cửa lại, có rất là nhiều người họ xua đuổi cái người tặng chứng đạo đơn đó đi, hoặc là họ cầm chứng đạo đơn đó và họ vứt vào trong sọt rác. Thậm chí có những người cầm chứng đạo đơn và xé ngay trước mặt, có những người thì vứt ra xa, không tiếp nhận. Họ không hề biết rằng họ vừa đánh mất một cơ hội, họ không hề biết là họ vừa mới ném một cơ hội ra khỏi tầm tay của họ. Có những người thì được mời đến dự một buổi truyền giảng, họ có thể đi dự bất cứ một cái buổi tiệc nào, họ có thể đi dự bất cứ một cái đám nhậu nào, họ có thể đi dự những cái nơi mà ăn chơi, họ khó lòng từ chối. Nhưng mà khi được mời đến dự một cái buổi truyền giảng thì đã có rất là nhiều người từ chối hết lần này tới lần khác, và họ không biết rằng họ vừa mới từ chối một cái cơ hội cho chính linh hồn của họ, một cái cơ hội cho chính cuộc đời của họ. Và thậm chí có những người đang mắc bệnh nan y trong cơ thể và họ không có một cái phương chữa trị nào cả. Các bác sĩ của họ đã bó tay, các thầy thuốc của họ đã bó tay, và có thể là họ cũng đã tán gia bại sản, họ không còn tiền nữa. Bây giờ có một anh chị em nào đó trong Chúa yêu thương con người đó, nhiệt tình đến và nói cho họ biết về Chúa Giêsu, nói cho họ biết về sự chữa lành của Chúa Giêsu, và thậm chí là cụ thể hơn, nói cho họ biết rằng có một hội thánh, hay là có tôi tới Chúa này, tôi tới Chúa nọ, hay là người này người nọ, là những người mà có cái sự hiểu biết lời Chúa, có cái sự trải nghiệm, có sự khôn ngoan của Chúa và có năng quyền của Chúa, để có thể cầu nguyện, để có thể công bố cho họ, để có thể giúp cho họ được chữa lành. Nhưng mà rất là nhiều người đã từ chối. Thưa anh chị em, ở trong chức vụ thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự từ chối như vậy. Có những lần mà có ai đó đến nói với chúng tôi rằng tôi biết có một cô gái đó uống thuốc trừ sâu vô, và đến các bệnh viện thì các bệnh viện bó tay rồi, bây giờ thì đem về nhà và chuẩn bị làm đám tang, không có phương cứu chữa nào cả. Ở trong kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi đã có rất là nhiều ca chúng tôi giúp đỡ cho những cái người mà uống thuốc trừ sâu, uống thuốc diệt cỏ, uống những cái chất độc hoặc là những chất gọi là cực độc, và 100% những cái ca mà chúng tôi từng giúp đỡ thì đều sống cho tới ngày hôm nay, thưa anh chị em. Và Chúa làm phép lạ rất là kỳ diệu. Thậm chí có nhiều lần mà khi chúng tôi công bố quyền năng ở trong danh Chúa Giêsu thì những cái người mà họ đang sùi bọt mép, rồi họ đang bị cái chất độc ngấm vào và họ ngã ra như chết đó, thì họ đã được tác động bởi quyền năng của Thánh Linh, và dường như là những cái chất độc nó tan biến ngay ở trong cái nội tạng, ngay ở trong con người của họ, và họ tỉnh táo trở lại một cách bình thường như là chưa có chuyện gì xảy ra. Và thưa anh chị em, tôi còn nhớ cái câu chuyện mà chính vì cái sự kiện đó mà đã đánh đổ hoàn toàn tất cả những sự cứng cỏi, những sự bướng bỉnh còn lại ở trong gia đình cha mẹ vợ của tôi. Đó là một người em họ của vợ tôi đi lính ở trên Đà Lạt đó, rồi không biết buồn tình như thế nào, rồi đi nhậu và sau đó thì uống một cái thứ thuốc trừ sâu, thuốc không phải là thuốc trừ sâu mà là thuốc diệt cỏ, thuốc phát quan. Cái loại đó nó mạnh lắm, và sau này chúng tôi biết rằng cái loại mà em đó uống là nó nằm trong danh sách cấm của Việt Nam, nằm trong những cái loại thuốc cực độc ở trong cái hàng top, và chưa bao giờ có ai uống dù một lượng rất nhỏ của cái loại thuốc đó mà còn sống, thưa anh chị em. Và cái đứa này nó uống,
và bệnh viện Đà Lạt bó tay trả về nhà. Thì lúc bấy giờ gia đình ở bên vợ chúng tôi thì rất là buồn và mọi người đang tư thế là chuẩn bị làm đám tang. Khi mà vợ tôi kể rõ cho tôi nghe ngọn ngành câu chuyện thì bỗng nhiên ở trong tôi có một cái tiếng nói, đây là cơ hội. Và tôi nói với vợ tôi rằng em hãy lập tức gọi điện về quê, gọi điện cho mẹ và nói với mẹ là chúng con tin rằng Đức Chúa Trời mà chúng con thờ phượng có dư quyền năng để có thể cứu em quý. Và chúng con có một lời đề nghị là tất cả mọi người dừng thờ cúng lại, dừng lại tất cả những cái hoạt động mê tín dị đoan. Bởi vì tất cả những điều đó mọi người đã làm trong bao nhiêu năm qua, và đặc biệt là trong những cái ngày mà em quý phải đối diện với điều đó, thì mọi người đã làm quá nhiều rồi mà không có một cái điều gì hiệu quả cả. Và bây giờ thì em đang sắp chết rồi, và đây là cái cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất, hãy để cho chúng con cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng con. Và lúc đó thì mẹ vợ của tôi đã nói với vợ của tôi rằng nếu mà Đức Chúa Trời của tụi bay mà cứu được thằng Quý thì tao với ba mày sẽ dẹp sạch hết bàn thờ và tin Chúa. Trước đó thì Chúa đã làm một số phép lạ chữa lành cho họ. Thưa anh chị em, họ cũng bắt đầu có cảm tình với Chúa rồi, nhưng mà có những cái sự trở ngại, có những cái sự cản phá ở trong đời sống của họ mà họ chưa sẵn sàng để tin Chúa một cách xác quyết. Bây giờ họ lại đưa ra cái lời nói đó. Và lúc đó thì tôi nói với vợ tôi rằng em hãy nói với mẹ là mẹ hãy ghi nhớ điều mà mẹ đã nói. Và chúng con tin rằng Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài sẽ làm những việc mà chúng ta không thể nào ngờ được. Và thưa anh chị em, chúng tôi đã lập tức đi vào trong cái bệnh viện. Lúc bây giờ thì chuyển em về bệnh viện 175. Và bác sĩ đã hai lần nói với gia đình là họ bó tay, họ không làm gì được rồi. Họ nói là trong vài ngày nữa là những cơ quan nội tạng sẽ bị cháy hết và nó sẽ chính thức chết luôn. Thưa anh chị em, tôi bước vào ngay cái hành lang của cái phòng bệnh viện đó và gặp người mẹ đầy nước mắt, đầy tuyệt vọng. Và lúc đó ở trong cái sự vận hành của Thánh Linh, chúng tôi chỉ nói một vài câu rất là ngắn gọn và trong tình yêu thương và trong uy quyền. Và người mẹ đã lập tức mở lòng ra tiếp nhận Chúa, và chúng tôi bước vào và chúng tôi nói vào trong lỗ tai của em quý. Chúng tôi công bố phúc âm cứu rỗi, chúng tôi nói rằng bây giờ chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu được em thôi. Em hãy mau mau tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình để tiếp tục được sống, và đời sống em sẽ không phải đi vào trong địa ngục. Tôi chỉ nói vài câu ngắn gọn, và sau đó thì tôi đã hướng dẫn cho em, tôi kề tai vào, tôi kề miệng vào trong lỗ tai của em, và tôi nói những lời hướng dẫn cầu nguyện, và em bắt đầu lặp lại theo một cách yếu ớt để tiếp nhận Chúa. Và sau đó thì chúng tôi cũng thông báo cho hội thánh, những anh chị em mạnh mẽ trong đức tin cùng với chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và công bố. Và cảm ơn Chúa là cuối cùng em quý đã được chữa lành hoàn toàn, trở về nhà và sống cho tới ngày hôm nay ở trong sự khỏe mạnh. Thưa anh chị em, và kết quả là cha mẹ vợ của chúng tôi đã dẹp sạch hết bàn thờ hình tượng và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Và bây giờ thì toàn bộ gia đình riêng ở bên vợ của chúng tôi đó, là gồm có cha mẹ vợ và em, rồi những thành viên ở trong gia đình của bên cha mẹ vợ của tôi, thì đã tiếp nhận Chúa, rồi cùng với có một số người bà con tiếp nhận Chúa nữa. Và chúng tôi tin chắc rằng trong những ngày tới, bởi những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ ra, sẽ có thêm nhiều người ở trong dòng tộc sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Thưa anh chị em, đó là cái câu chuyện thực tế mà chúng tôi đã kinh nghiệm. Nhưng mà có rất là nhiều người họ không tin những cái điều mà chúng tôi làm chứng cho họ. Họ không tin vào lời Chúa mà chúng tôi rao giảng. Họ cũng không tin vào những cái sự việc gọi là người thật, việc thật mà chúng tôi làm chứng. Và thậm chí có những người đã trải nghiệm điều đó, và chính những người ngày xưa đã từng được Chúa cứu, Chúa chữa lành như thế nào, làm chứng nói cho những người đó biết. Nhưng mà họ nhất định họ không tin. Và có những gia đình họ nói thà là con chúng tôi chết chứ nhất định không có tin Chúa. Thà là người thân của chúng tôi chết chứ nhất định là không muốn tiếp nhận những điều này. Thưa anh chị em, có nhiều cái trường hợp như vậy. Có những trường hợp ung thư cũng vậy nữa. Chúng tôi thương, chúng tôi rất là muốn cứu, và chúng tôi muốn kết nối với những cái người mà có quen với gia đình đó, và nói rằng hãy đến và nói cho họ biết về Chúa Giêsu,
hãy nói cho họ biết về quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, và hãy nói cho họ biết chức vụ của chúng tôi là chúng tôi có thể giúp cho họ, chúng tôi có thể đại diện cho vương quốc của Đức Chúa Trời đến và có thể giúp đỡ. Nhưng mà chúng tôi đã nhận những sự từ chối thẳng thừng, phải không? À, là người thân chúng tôi chết, kiểu gì cũng được, nhưng mà chúng tôi nhất định chúng tôi không muốn tin. Thưa anh chị em, có rất là nhiều người họ đã từ chối cái cơ hội rất là quý báu cho linh hồn của họ, cho cuộc đời của họ, là cái cơ hội quý báu nhất trong cuộc đời của họ, họ đã từ chối một cách thẳng thừng. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu điều mà Đức Chúa Trời làm ở trong cuộc đời này như là những cơ hội để đem đến cho tôi và cho anh chị em và cho bất cứ một con người nào sống trên thế giới này. Ngài không bao giờ thiên vị ai. Không có chuyện là Ngài cho người này cơ hội nhưng mà Ngài lại không cho người kia cơ hội. Không có chuyện đó. Nếu như Ngài không cho ai đó cơ hội mà Ngài phán xét họ thì đó là điều vô lý, đúng không chị em? Nếu như Ngài không cho ai đó cơ hội mà Ngài lại ném họ xuống địa ngục thì đó là một sự bất công. Điều đó rất là vô lý. Chính lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài không muốn một người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn và được cứu. Và anh chị em thấy, chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài đã nỗ lực để truyền bá phúc âm. Ngài đã đi khắp các thành, các làng. Ngài đã làm tất cả những gì Ngài có thể làm để có thể đem đến cơ hội cho những con người đang sống trong sự hư mất, đem đến cơ hội cho những con người đang quằn quại trong đau đớn. Ngài đem đến cơ hội cho những con người đang bị bế tắc vì bệnh nan y, đem đến cơ hội cho những con người đang bị bế tắc vì bị quỷ nhập, vì nhiều nan đề khác nhau đang đổ ập xuống trên đời sống của họ. Nhưng mà thật là đáng tiếc, không phải ai cũng sẵn sàng để mở lòng ra để tiếp nhận Ngài. Đó là nan đề, thưa anh chị em. Đó là nan đề. Anh chị em còn nhớ cái câu chuyện về Noe không? Gia đình của Noe, về con tàu và về cơn đại hồng thủy không? Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời nhìn thấy thế gian này quá bại hoại, đầy dẫy tội lỗi và sự gian ác. Và Ngài nói với Noe là bây giờ hãy theo sự hướng dẫn của Ngài mà đóng một cái con tàu. Và con tàu đó là con tàu để cứu những người nào mà có mặt ở trong con tàu đó. Không phải là Đức Chúa Trời dự định là chỉ đóng cái con tàu đó để cứu gia đình Noe không thôi đâu. Nếu như vậy thì không nhất thiết là phải đóng một con tàu lớn như vậy, thưa anh chị em. Bởi vì Noe đóng con tàu đó là hàng thế kỷ, thưa anh chị em. Hơn một thế kỷ, ông mới hoàn tất cái công việc đó. Và anh chị em biết không, hơn 100 năm đó, Noe vừa đóng tàu và ông vừa rao giảng lời Đức Chúa Trời. Ông vừa công bố ý muốn của Đức Chúa Trời, nói những cái điều gì mà Đức Chúa Trời đã truyền đạt cho mình, và ông nói lại với mọi người với cái mục đích là để mọi người họ tin những lời ấy, họ biết hạ mình xuống, từ bỏ tội lỗi, ăn năn để họ được cứu. Nhưng mà kết quả nó lại không giống như ông mong đợi. Người ta chế giễu những gì mà Noe rao giảng. Noe được gọi là thầy giảng công chính. Ông là người mà Đức Chúa Trời đánh giá là công chính, bởi vì ông tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà tất cả những người thời bấy giờ đã từ chối, không chịu lắng nghe lời của ông. Họ đã bỏ ngoài tai, họ đã chế giễu ông. Tôi không biết chính xác họ đã nói những điều gì, bởi vì Kinh Thánh không có ghi lại những chi tiết đó. Nhưng mà tôi tin rằng có rất là nhiều người họ nói như thế này: tào lao, làm cái gì mà có chuyện có mưa rơi xuống trên đất, làm gì có chuyện có đại hồng thủy, làm gì có chuyện tận thế, tào lao, làm gì có chuyện tất cả mọi loài sống trên đất sẽ bị hủy diệt. Ông là cái người nói những cái chuyện tào lao. Tôi tin rằng họ nói những cái điều tương tự như vậy, rồi họ chế giễu ông. Rồi nó có thể là họ tìm cách để chọc phá ông, tấn công ông, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Noe vẫn cứ kiên trì, vừa đóng cái con tàu đó theo chỉ thị của Đức Chúa Trời, mà ông vừa trở thành
một cái cơ hội mà Đức Chúa Trời đem đến cho những con người thời bấy giờ. Hơn 100 năm, Noe chính là cơ hội mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho thế giới loài người lúc bấy giờ. Nhưng mà thế giới loài người lúc bấy giờ đã khước từ cái cơ hội đó. Họ đã từ chối, họ không muốn bước vào con tàu đó. Họ không tin, họ không hề tin những gì mà Đức Chúa Trời đã nói qua Noe, thưa anh chị em. Họ tin những cái điều tầm ruồng ở trong xã hội, họ tin vào những cái điều tào lao, những cái điều mà không có đẹp đẽ, những cái điều không được thẩm định, bất cứ điều gì ngoại trừ lời Đức Chúa Trời. Họ tin, họ có thể tin bất cứ điều gì, nhưng họ lại không tin lời Đức Chúa Trời đang công bố qua môi miệng của tôi tới Chúa là Noe. Và họ đã để cho cơ hội đó vượt khỏi tầm tay của họ. Ai dám nói là Đức Chúa Trời thiên vị? Ai dám nói là Đức Chúa Trời ác? Ai dám nói là Đức Chúa Trời không cho con người cơ hội mà lại phán xét? Không. Đây là cái câu chuyện rất là rõ ràng và có rất là nhiều câu chuyện khác trong Kinh Thánh. Anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời luôn cho con người cơ hội qua đủ mọi hình thức khác nhau. Nhưng mà vì cái lòng kiêu ngạo, vì cái lòng cứng cỏi, vì cái lòng yêu mến ham thích tội lỗi hơn là một đời sống công chính mà con người ta đã từ chối, người ta đã khước từ cơ hội Đức Chúa Trời đem đến hết lần này tới lần khác. Tôi nói với anh chị em rằng có những con người thậm chí nhận được cơ hội của Đức Chúa Trời qua những giấc mơ, qua những sự hiện thấy nữa. Có những con người mà Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước mặt của họ. Có những con người mà Ngài xuất hiện khi họ đang tỉnh thức. Có những con người mà Ngài xuất hiện ở trong giấc mơ của họ. Và Ngài phán chính lời từ miệng của Ngài để cảnh báo họ, để kêu gọi của họ hạ mình xuống ăn năn và quay trở về với Ngài, từ bỏ con đường tà. Nhưng mà khi kết thúc sự việc đó, họ vẫn tiếp tục đi con đường của họ. Họ không đoái hoài đến những gì mà Đức Chúa Trời cảnh cáo. Có những người thức dậy khỏi cái giấc mơ đó và họ nói, ôi, cái đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng họ không hề biết rằng có ba loại giấc mơ tôi đã từng nói. Tôi đã từng nói với anh chị em trong một bài học, đúng không? Có ba loại giấc mơ. Có những giấc mơ đến từ ma quỷ. Có những giấc mơ nó chỉ là những giấc mơ vật lý bình thường. Nó phản ánh những cái gì mà chúng ta thường hay làm, chúng ta thường hay nói hay suy nghĩ trong cuộc sống. Và có những giấc mơ đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại chúng ta biết điều đó, đúng không anh chị em? Thật là tiếc, bởi vì những cái con người đó họ không giống như Saul. Saul mà sau này trở thành Phao-lô đó anh chị em. Chúa đã đem đến cho mấy một cơ hội trên đường Đa-mách. Ngài đã xuất hiện trên đường Đa-mách và Ngài đã nói chuyện với Saul. Saul nghe được giọng nói của Ngài và Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài. Ngài khiến cho ông ta té xuống và ông ta bị mù. Có cái gì đó, nhưng cái vảy nó che hai con mắt ông ta lại, ông ta không còn nhìn thấy gì nữa. Và Ngài đã cảnh cáo ông ta. Và cảm ơn Chúa, Saul không phải là cái loại người kiêu ngạo mà cứng cỏi nhất định khước từ Chúa. Không phải như vậy. Bởi vì trước đây ông không hiểu thôi. Bởi vì ông không thật hiểu sự hiểu thôi. Và Chúa đã cho ông cơ hội. Và ngay khi Chúa đem cơ hội đến, thì ông đã đầu phục Chúa hoàn toàn. Và từ một con người gian ác, một con người đã từng chỉ huy một đám đông để giết chết một người thánh của Chúa là Ê-tin. Và là cái người mà đại diện cho cái thế lực bắt bớ lúc bấy giờ để đi tàn hại hội thánh. Bắt bớ người này, bắt bớ người kia, đánh đập người này, bỏ tù người kia, giết chết người nọ. Từ một con người như vậy, thì sau đó đã nắm lấy cơ hội và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Và sau này ông trở thành một sứ đồ vĩ đại. Saul sau này trở thành Phao-lô. Và sứ đồ Phao-lô là người mà tôi rất là yêu mến, là người mà tôi rất là ngưỡng mộ, thưa anh chị em. Đáng tiếc là ngày hôm nay có quá nhiều người không giống như Saul. Họ đã từ chối những cơ hội lớn nhỏ khác nhau mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho cuộc đời của họ. Anh chị em có biết không? Có một cái cơ hội mà cứ lặp đi lặp lại một vài lần mỗi một tuần lễ, anh chị em biết đó là cơ hội nào không? Tôi nghĩ rằng chắc nhiều người anh trong anh chị em nghe tôi nói là biết liền. Đó chính là chương trình của chúng ta, thưa anh chị em. Chương trình buổi tối thứ tư phát vào lúc 8:20 mỗi buổi tối thứ tư.
Có nhiều người không phải là họ không biết, có nhiều người không phải là họ không xem, có nhiều người không phải là họ không nghe. Họ có biết, họ có xem, họ có nghe, nhưng mà họ đã từ chối cơ hội mà Chúa đem đến hết lần này tới lần khác. Và không chỉ có tối thứ tư, còn sáng Chủ nhật nữa. Thì Chúa Trời tiếp tục đem cơ hội đến. Ngài cảm động lòng chúng tôi và chúng tôi tiếp tục phát livestream vào sáng Chủ nhật. Và thậm chí sau này có thể là tối thứ sáu nữa. Được phát trực tiếp trên Facebook và sau đó được up lên YouTube. Và thậm chí chúng tôi có thể dùng bất cứ hình thức nào để có thể truyền lời Chúa đến cho càng nhiều người càng tốt. Và họ không biết rằng mỗi một lời kêu gọi của tôi đối với những anh chị em tham gia chương trình, anh chị em ơi, chúng ta hãy share ra, hãy share chương trình này ra để có nhiều người nhìn thấy chương trình này, để có nhiều người có cơ hội lắng nghe lời Chúa, được cứu, được giải phóng, được chữa lành và được phước. Thậm chí từng lời mà chúng tôi kêu gọi anh chị em share là một cơ hội mà Đức Chúa Trời gửi vào trong thế giới này. Mỗi một tôi tớ thật của Chúa mà Ngài gửi vào trong thế giới này là một cơ hội lớn lao. Mỗi một cơ đốc nhân thật mà Chúa gửi vào trong thế giới này là một cơ hội lớn lao. Mỗi một quyển kinh thánh là một cơ hội. Mỗi một quyển chứng đạo đơn là một cơ hội. Mỗi một buổi truyền giảng là một cơ hội. Mỗi một cái buổi gặp mặt mà trong đó có những cơ đốc nhân muốn chia sẻ về Chúa, đó là một cơ hội. Thưa anh chị em, hoặc là mỗi một cái quyển sách mà một tôi tớ Chúa nào đó viết ra, và quyển sách đó là quyển sách mà viết dựa trên nền tảng của Kinh Thánh để đem con người ta đến đức tin, đó là một cơ hội. Mỗi một bộ phim, mỗi một cuốn phim cơ đốc là những cuốn phim với mục đích là để giới thiệu về Chúa Giê-xu, để giới thiệu về đức tin cơ đốc. Thưa anh chị em, đó là một cơ hội. Mỗi một bài hát ca ngợi Chúa, mỗi một bài hát công bố đức tin của người cơ đốc, đó là một cơ hội. Và mỗi một phép lạ chữa lành xảy ra ở trong sự vận hành của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Giê-xu Christ, dựa trên nền tảng lời lời Đức Chúa Trời ở nơi nào đó, trước mắt những con người nào đó, là một cơ hội lớn lao mà Đức Chúa Trời gửi vào trong thế giới này. Vậy mà có quá nhiều người họ đã từ chối hết lần này đến lần khác những cơ hội mà Đức Chúa Trời gửi đến. Kết quả là gì? Đời sống của họ cứ tiếp tục chìm ngập trong tội lỗi, trong sự gian ác. Kết quả là gì? Họ tiếp tục chìm ngập ở trong sự nghiện ngập thuốc lá, nghiện ngập rượu bia, nghiện ngập ma túy, nghiện ngập tình dục vô luân, nghiện ngập tiền bạc, danh vọng hảo của đời này, và biết bao nhiêu thú vui bất khiết tội lỗi khác. Thưa anh chị em, kết quả là gì? Đời sống họ băng hoại, rồi họ làm cho lây lan những cái mầm mống tội lỗi đó ở trong gia đình của họ, rồi trong cái cộng đồng xã hội họ đang sống. Và kết quả là tội lỗi cứ càng ngày càng lây lan khi người ta đã từ chối những cơ hội tuyệt vời mà Đức Chúa Trời gửi vào trong thế giới này. Khi mà những cái khăn và áo của Phao-lô được đặt trên những người bệnh hoặc là những người bị tà linh ám hại, thì Kinh Thánh chép rằng khăn và áo của Phao-lô đặt ở trên họ, họ cũng được chữa lành, họ cũng được giải phóng nữa. Khi mà cái bóng của Phi-rơ đi ngang qua người bệnh cũng được chữa lành nữa. Cái bóng của Phi-rơ đi ngang qua cái người cần được giải cứu cũng được giải cứu nữa. Anh chị em ơi, khăn và áo của Phao-lô, cái bóng của Phi-rơ cũng là những cơ hội lớn lao mà Chúa gửi vào trong thế giới này. Vậy mà trong thời của các sứ đồ đó, có nhiều người đã chứng kiến điều đó, nhưng mà họ không những không mở lòng ra để tin, họ không những không chịu mở lòng ra để đầu phục Chúa, mà họ còn chống đối dữ dội hơn, bắt bớ dữ dội hơn, tàn hại dữ dội hơn nữa anh chị. Các thầy thông giáo và người Pharisee, những người Do Thái giáo quá khích, những cái người mà theo cái kiểu của các thầy thông giáo và người Pharisee đó, họ càng chứng kiến lời Chúa được công bố mạnh mẽ, họ càng chứng kiến những
phép lạ dấu kỳ tuyệt vời cặp theo lời của Chúa, thì họ càng chống đối, họ càng bắt bớ. Họ làm cho những tôi tớ của Chúa gặp biết bao nhiêu là khó khăn và trở ngại. Họ làm cho hội thánh của Chúa gặp biết bao nhiêu là trắc trở. Nhưng mà anh chị em ơi, họ không bao giờ có thể thành công được. Họ không bao giờ có thể làm gì được hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ có thể làm gì được những con người thật sự thuộc về Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ có thể làm gì được những con người thật sự có đức tin một cách xác quyết nơi Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Tôi còn nhớ một cái điều mà phải gọi là dở khóc dở cười đã từng xảy ra ở trên đất Quảng Nam những ngày tháng mà tôi còn phục vụ Chúa ở đó. Cũng ở trong một dịp Tết nọ, cách đây nhiều năm, có một cái phép lạ rất là lớn lao đã xảy ra ở trong một ngày. Tôi còn nhớ cái ngày đó là cái ngày mà nó sát cái ngày sinh nhật của tôi. Ngày sinh nhật của tôi là ngày 14 tháng 2. Và ngay sau ngày đó thì phép lạ xảy ra lên trên. Lúc bấy giờ vào buổi sáng có 5 người câm điếc bẩm sinh được chữa lành ở trong sự chứng kiến của nhiều tín hữu. Và chiều họ đem thêm 5 người nữa đến. Và tất cả những người đó là trong cái hội người câm điếc gì đó, họ đem tới. Và buổi chiều có 5 người câm điếc bẩm sinh khác được chữa lành. Thưa anh chị em, phép lạ xảy ra rất là lớn lao. Ngày hôm đó tôi vui mừng không xiết kể. Và tôi cứ nghĩ rằng với những điều mà Đức Chúa Trời làm thì chắc là cái vùng đất này tất cả mọi người sẽ mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Anh chị em biết không? Không phải chỉ có những phép lạ đó đâu. Rất là nhiều phép lạ khác đã xảy ra trên mảnh đất đó. Nhưng mà những con người sống trên mảnh đất đó, họ cứ trơ trơ như đá vậy đó. Họ không tin, họ không muốn tiếp nhận những gì mà Đức Chúa Trời cố để đem đến cho họ. Ngay sau khi cái sự việc mà 10 người câm điếc bẩm sinh được chữa lành ở tại Quảng Nam xảy ra đó, anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Những cái người hàng xóm của chúng tôi, những người chưa tin Chúa, những người mà biết cái chuyện đó xảy ra đó, thì họ gọi điện thoại để báo công an. Và sau đó thì chúng tôi được mời lên, vì công an nói rằng có những người báo là các anh đã gây mất trật tự ở nơi công cộng. Trong khi đó nhậu nhẹt say xỉn, hát karaoke, la hét ỏm tỏi cả đêm thì không ai nói đến hết. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đang đại diện cho vương quốc của Đức Chúa Trời để công bố phúc âm cứu rỗi, và Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ làm phép lạ lớn lao. Người ta không muốn tiếp nhận mà người ta cho rằng đó là mất trật tự nơi công cộng, và người ta báo công an để công an làm việc với chúng tôi. Và cuối cùng chúng tôi trình bày với công an, và cuối cùng công an hiểu ra là cái đó chẳng phải là mất trật tự nơi công cộng gì cả. Chúng tôi chẳng có làm cái điều gì sai trật cả. Và cuối cùng thì công an cũng không làm khó dễ gì với chúng tôi trong cái lần đó. Và chúng tôi trở về một cách bình an. Thưa anh chị em, có rất là nhiều cái điều tương tự như vậy xảy ra trong suốt quá trình chúng tôi làm công việc của Chúa. Thưa anh chị em, có những người tiếp nhận Chúa Jesus Christ, nhưng mà cũng có rất là nhiều người cứ khước từ hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác. Thưa anh chị em, đó là những con người chưa tin Chúa trong thế giới này. Nhưng mà có một nhóm đối tượng khác mà chúng tôi muốn nói đến, đó là những đối tượng mà họ nhận mình là những người tin Chúa. Họ nhận rằng họ là những cơ đốc nhân thật. Họ tự nhận họ là mục sư, là truyền đạo. Nhưng mà anh chị em ơi, rất là lạ là họ không muốn đón nhận những điều mà Chúa làm, là những điều rất là kỳ diệu, những điều rất là tuyệt vời, những điều mà những con người nhận thức được phải ngửa mặt lên trời mà nói hallelujah, tạ ơn Chúa, Chúa ơi, Ngài thật là tốt lành. Có rất là nhiều lần mà chúng tôi nhận được những cái sự phản ánh từ các cá nhân và gia đình. Họ là những người bệnh nan y, có những người ung thư, có những người bị tiểu đường, có những người thì bị thoái hóa cột sống, nhiều cái triệu chứng khác nhau. Và khi họ nghe nói đến chức vụ của chúng tôi, họ đã liên lạc với chúng tôi hoặc là họ tìm đến gặp chúng tôi. Và kết quả là phép lạ xảy ra với những con người tin và khao khát đó. Họ đã mềm mại lắng nghe lời Đức Chúa Trời, họ đón nhận lẽ thật của Chúa, và họ đón nhận những lời cầu nguyện, những lời công bố bởi đức tin của chúng tôi, và họ được chữa lành một cách siêu nhiên.
Nhưng mà khi họ trở về cái địa phương của họ, họ trở về cái gọi là hội thánh của họ, và họ rất vui mừng để làm chứng lại về những công việc Đức Chúa Trời đã làm. Họ cứ tưởng là họ sẽ được hưởng ứng, họ cứ tưởng rằng mọi người sẽ hòa lòng với họ để hallelujah, để tạ ơn Chúa. Nhưng mà có một cái điều nó hoàn toàn ngoài những gì họ mong đợi xảy ra. Đó là những cái lời dèm chê, đó là những cái lời vô tín, những cái lời nghi ngờ, những lời kỳ thị, những cái lời chống đối, những lời gieo rắc, những cái tư tưởng sai trật vào trong đó. Thậm chí nói, ôi, đừng có tin mấy cái đó, cái đó là tà giáo đó, đừng có tin, cái đó là tiên tri giả đó. Thưa anh chị em, đừng có tin, cái đó là nó đến từ ma quỷ đó. Những cái người đó họ không những không tin, họ không hưởng ứng, họ không cùng hòa lòng với những con người mà vừa mới nhận được phép lạ tuyệt vời của Chúa, mà họ còn cố để chống đối và cố để gieo rắc những tư tưởng băng ngoại, những cái tư tưởng nghi ngờ Đức Chúa Trời, những tư tưởng nghi ngờ tôi tớ Đức Chúa Trời, nghi ngờ hội thánh thật của Đức Chúa Trời, và gieo rắc những tư tưởng chia rẽ vào trong đó. Thưa anh chị em, tôi có một lời cảnh báo cho những con người như vậy. Tôi có một lời cảnh báo cho những cái người mà nhận mình là tôi tớ Đức Chúa Trời mà lại có một cái thái độ như vậy. Tôi có một lời cảnh báo cho những con người mà nhận mình là Cơ Đốc nhân thật mà có thái độ như vậy. Tôi có một lời cảnh báo cho những cái gọi là hội thánh mà lại có thái độ như vậy. Hãy cẩn thận. Hãy hạ mình xuống ăn năn trước khi đã quá muộn. Nếu không, thì những con người như vậy, họ phải nhận những lời này của Chúa Giê-xu, là những lời mà Chúa đã nói với thành Cô-ra-xin, là những lời mà Chúa đã nói với thành Bết-sai-đa, là những lời mà Chúa đã nói với thành Ca-bê-na-um. Thưa anh chị em, chúng ta cần phải đọc kỹ những lời này và hãy suy nghĩ và hãy biết kính sợ Đức Chúa Trời. Khốn cho các người, khốn cho các người, khốn cho các người. Còn ngươi thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Vậy nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các người. Anh chị em ơi, khi đọc tới cái câu cuối cùng này, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các người, thì tôi tin rằng ở địa ngục cũng có những cái mức hình phạt khác nhau. Thưa anh chị em, ở nơi trầm luân đời đời cũng có những mức hình phạt khác nhau, chứ không phải ai cũng giống như ai đâu. Thưa anh chị em, không phải bất cứ một tội nhân nào rồi cuối cùng cũng đổ đồng giống như nhau đâu. Có những con người cố tình phạm càng nhiều tội lỗi, cố tình phạm nhiều tội ác, cố tình chống đối, cố tình phỉ báng công việc Đức Chúa Trời càng nhiều, thì cái mức độ phạt sẽ càng nặng. Nó sẽ rất là khủng khiếp, sẽ không phải đổ đồng cho tất cả mọi người, mà cái mức hình phạt ở nơi trầm luân đời đời đó sẽ khác nhau. Cũng như ở thiên đàng cũng vậy. Tôi tin là ở thiên đàng không phải ai lên thiên đàng cũng giống như ai đâu. Có những người được phần thưởng và có những người không được phần thưởng gì. Có những người có những phần thưởng lớn hơn người khác. Và tất cả đều phụ thuộc vào thái độ mà chúng ta sống ở trên đất này. Thưa anh chị em, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ mà chúng ta đang sống trên đất này, phụ thuộc vào cái cách chúng ta đang hành xử, chúng ta đang sống, chúng ta đang làm gì ở trên đất này. Thưa anh chị em, cho nên tôi ước ao rằng lời của Chúa nhắc nhở tôi và anh chị em, để chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh lại đời sống của mình. Thưa anh chị em, vừa rồi ở trong lớp học có sự nhiễu âm, tôi đã xử lý. Các anh chị em ở trong lớp học nhớ là trong khi mà tôi đang chia sẻ lời Chúa thì anh chị em tắt micro nhé. Anh chị em mở micro ra là làm nhiễu âm, nó ảnh hưởng đến mọi người đang xem livestream. Anh chị em nhớ. Thưa anh chị em, tôi suy nghĩ và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta rất là nhân từ.
Ngài đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho chính cuộc đời của tôi. Và Ngài đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho chính cuộc đời của anh chị em. Ngài đã đem đến biết bao nhiêu cơ hội cho chính cuộc đời của quý vị. Và Đức Chúa Trời đã dùng đủ mọi cách để có thể cứu thêm những con người hư mất vào trong vương quốc của Ngài. Thưa anh chị em, cho nên tôi nói với anh chị em, cái câu hỏi số 2 mà tôi đã đặt ra lúc đầu giờ đó, theo anh chị em, mục đích của những phép lạ Chúa Giêsu làm là gì? Có phải chỉ để giải quyết những nan đề trước mắt của người ta, như là bị quỷ ám, bệnh tật, ốm đau, hay là một nan đề nào đó hay không? Tôi xin thưa với anh chị em là không phải. Không phải. Không có đơn giản là Chúa làm những phép lạ đó chỉ là để cất bỏ bệnh tật ra khỏi cơ thể của một ai đó, hay là không có đơn giản là để giúp cho ai đó có thể thoát khỏi cái nợ nần về tiền bạc của họ. Không phải đơn giản là để giúp ai đó thoát khỏi cái sự áp chế, cái sự ám của một con quỷ nào đó. Không phải chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng mà Ngài muốn thực hiện những phép lạ đó để có thể cứu rỗi một cách trọn vẹn cuộc đời của họ. Sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ, tôi đã nói với anh chị em rồi, đó là một sự cứu rỗi toàn vẹn hay là trọn vẹn. Không chỉ đơn giản là chữa lành một căn bệnh để rồi có thể người ta sẽ bị bệnh lại một ngày nào đó. Không chỉ đơn giản là đuổi quỷ ra khỏi ai đó để rồi một ngày nào đó họ có thể bị nhập trở lại. Không phải chỉ đơn giản như vậy đó anh chị em. Không phải chỉ đơn giản là giúp ai đó giải quyết được nợ nần trước mắt họ rồi sau đó họ lại tiếp tục nợ nần nữa. Không, không, không. Đức Chúa Trời tuyệt vời hơn anh chị em suy nghĩ nhiều. Đức Chúa Trời tuyệt vời hơn những tưởng tượng của anh chị em nhiều. Ngài muốn cứu rỗi cuộc đời của bất cứ một con người nào trên thế giới này một cách toàn vẹn, một cách trọn vẹn. Có nghĩa là gì? Ngài muốn giải phóng họ khỏi ách thống trị của ma quỷ, khỏi những cái dây trói của tội lỗi, giải phóng tư tưởng họ ra khỏi những tư tưởng băng hoại, ra khỏi những cái ý nghĩ, những cái quan niệm sai lầm, những cái niềm tin lệch lạc, những niềm tin không đúng đắn. Ngài muốn giải phóng họ ra khỏi những sự ganh ghét, đố kỵ. Ngài muốn giải phóng họ ra khỏi những sự lo lắng, khỏi những sự sợ hãi. Ngài muốn giải phóng họ ra khỏi những sự dâm dục, những cái sự vô luân về đạo đức khác nhau. Thưa anh chị em, và Ngài cũng muốn chữa lành tất cả mọi bệnh tật, ốm đau trong từng cơ thể của từng con người. Ngài muốn làm điều đó thưa anh chị em. Ngài muốn làm điều đó, nhưng mà trước hết chúng ta cần phải nhận biết Ngài. Và khi chúng ta thật sự nhận biết Đức Chúa Trời vĩ đại, Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời khôn ngoan, Đức Chúa Trời tuyệt vời, Đức Chúa Trời tốt lành, thì lúc đó chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng, ồ, con người của mình quá tội lỗi. Và mình cần phải hạ mình xuống trước mặt Ngài, ăn năn tội lỗi, từ bỏ con đường tà để bước vào trong những nẻo công chính của Chúa để đời sống mình được biến đổi. Trước hết, khi một người ăn năn, người đó sẽ có được tấm vé đi vào trong thiên đàng. Đó là điều quan trọng nhất thưa anh chị em. Tôi nói theo ngôn ngữ hiện đại như vậy. Một tấm vé. Thưa anh chị em, khi một người ăn năn tội lỗi của mình và mở lòng mở miệng ra công bố tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì người đó sẽ nhận được cái điều đầu tiên là điều quý giá nhất, đó là tấm vé để được vào thiên đàng. Khi người đó chết đi về phần xác, người đó sẽ không đi vào nơi trầm luân đời đời, mà người đó sẽ bước vào trong cõi vĩnh hằng, là nơi có sự hiện diện tốt lành của Đức Chúa Trời, là nơi mà Đức Chúa Trời ngự. Không phải là nơi của sự hình phạt, không phải là nơi khóc lóc nghiến răng, không phải là nơi hôi thối rác rưởi, không phải là nơi đau đớn và thống khổ. Đó là điều đầu tiên thưa anh chị em. Và trong những ngày tháng mà họ còn sống trên đất, thì họ sẽ có thể kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống họ. Nếu họ bị quỷ ám, thì Chúa có thể giải phóng họ ra khỏi ma quỷ. Nếu họ có những tội lỗi vương vấn trong đời sống họ, thì thông qua lời của Chúa, Chúa sẽ thanh tẩy họ. Chúa sẽ tống khứ tất cả những cái tư tưởng, những quan niệm sai lầm tội lỗi ra khỏi họ và thay thế bằng những tư tưởng tốt đẹp của Ngài, những tư tưởng trong sạch, lành mạnh, thánh khiết. Hallelujah.
Và nếu họ bệnh tật, ốm đau, thậm chí bệnh nan y, Chúa hoàn toàn có thể loại bỏ những căn bệnh nan y đó ra khỏi cơ thể của họ một cách siêu nhiên, và Ngài thay thế bằng sức khỏe thiên thượng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi là một nhân chứng sống về những điều tôi nói từ hồi nãy tới giờ. Và có rất là nhiều anh chị em là những cái đó nhân thật ở khắp nơi trên thế giới là những nhân chứng sống. Tôi không biết có bao nhiêu người đang theo dõi chương trình này là những người chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-xu, là những người thường hay tham gia vào những việc mê tín dị đoan, và đặc biệt là trong những cái dịp Tết như thế này. Có quá nhiều cái điều mê tín dị đoan mà người ta đang thực hiện, anh chị em. Nào là 23 thì đưa ông Táo về trời. Ngày xưa thì có cái bếp lò người ta gọi là ông Táo, rồi cái bếp mà nấu củi nấu than rồi đó, rồi ông Táo, rồi sau này có mấy bếp trấu gì đó, rồi than tổ ong gì đó. Rồi bây giờ thì chỉ có bếp ga, rồi bếp điện từ, bếp điện và nhiều cái loại bếp hiện đại khác. Tôi cũng không biết là bây giờ là ông Táo, là ông Táo của họ nó trở thành ông Táo kiểu gì tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi thấy đi ra ngoài chợ gần chỗ nhà chúng tôi, thấy người ta bán cá chép rồi quá chừng luôn, rồi bán rồi người ta bu lại, người ta mua như tôm tươi vậy, rồi đi thả mấy con cá chép đó ra, rồi họ nói là mấy con cá chép đó là đưa ông Táo về trời gì đó, rồi đủ thứ chuyện hết. Rồi những ngày Tết thì đủ thứ cái loại cúng bái khác nhau hết. Riêng ở bên nhà nội của chúng tôi đó thì có những người cô họ chưa tin Chúa, và thậm chí các cô của tôi thì không có gia đình. Và một trong những cái lý do mà họ không có gia đình đó là họ phải lo cái chuyện thờ cúng. Tại vì nếu họ không thờ cúng thì không có ai thờ cúng hết đó anh chị em. Vừa rồi vợ tôi đi qua thăm và tặng quà cho các cô, thì nghe các cô nói là Tết năm nay mệt quá, bây giờ cũng không nổi nữa, cho nên là khấn vái với ông bà gì đó, tổ tiên xin là cho cúng bớt lại. Ví dụ ngày xưa là cúng 5-6 lần gì đó ở trong mấy ngày Tết, thì bây giờ bớt lại còn 1-2 lần gì đó. Thì phải nói là suy nghĩ thấy thương họ vô cùng. Nhưng mà phải nói là có đôi khi mình suy nghĩ mình cũng cảm thấy rất là bực mình. Tại vì họ cứ khước từ cơ hội mà Chúa đem đến hết lần này tới lần khác, thưa anh chị em. Và rất là nhiều người như vậy, họ cứ chìm ngập ở trong mê tín dị đoan, trong khi đó bệnh tật quanh năm suốt tháng. Có những người thân của chúng tôi chưa tin Chúa mà chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng về họ. Cứ thỉnh thoảng là phải nhập viện, rồi uống thuốc thì quanh năm, cột sống hầu như ai cũng thoái hóa hết. Ở trong cái gọi là cái bộ đồ lòng thì không có cái nào gọi là khỏe mạnh hết, cái nào dường như cũng nát bét hết rồi, thưa anh chị em. Cuộc sống khổ sở, không dám rời khỏi những cái bàn thờ, đi đâu cũng không dám đi. Nhiều khi chúng tôi muốn mời họ qua nhà chơi để nấu cho họ những món ăn ngon, nhiều khi chúng tôi muốn mời họ đi đến một cái nơi nào đó cho thoải mái, họ cũng không dám đi nữa. Tại vì họ sợ là phải rời khỏi mấy cái bàn thờ đó, không ai cúng, để cho bàn thờ lạnh lẽo. Nhưng mà anh chị em ơi,